Vào sáng nay, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 10.000 bộ kit và sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và 12.000 mặt nạ chống giọt bắn với tổng trị giá là 6 tỷ đồng từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và hệ thống tiêm chủng VNVC trao tặng. Bộ kit và sinh phẩm xét nghiệm này do Học viện Quân y, Công ty Việt Á nghiên cứu sản xuất và đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành của Vương quốc Anh, Tổ chức Y tế Thế giới với độ nhạy lên tới 100%. Hà Nội xác định có 94.000 người đi từ Đà Nẵng về Hà Nội từ ngày 8 tháng 7 và trong đó đã làm test nhanh cho hơn 72.000 trường hợp. Các chuyên gia cho biết là test nhanh chỉ mang tính chất tương đối và tỷ lệ chính xác là khoảng 65%. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu triển khai xét nghiệm RT-PCR cho tất cả những người từ Đà Nẵng trở về, tránh tình trạng là bỏ sót ca dương tính tại cộng đồng. Và từ ngày hôm nay thì Hà Nội lấy mẫu đối với những trường hợp là từ Đà Nẵng trở về để xét nghiệm PCR. Hà Nội thì 10.000 bộ kit sinh phẩm chẩn đoán real-time PCR vẫn còn đang thiếu rất là nhiều đối với cái nhu cầu của Hà Nội trong việc mà chỉ đạo của Bộ Y tế là mở rộng cái việc xét nghiệm và xét nghiệm sớm, xét nghiệm nhanh cho những cái người mà có yếu tố dịch tễ cũng như là những cái bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ.